vào đi lên khách đại biểu ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Xin mời các quý vị lắng nghe và
của nhạc sĩ Phạm Tuyên, bài hát Đảng đã cho ta sáng sáng lành do ba nghệ sĩ Tú, Dẫn Tần, Mạnh Hưng và Công Máu tôi đỏ và tim tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trọng. Một ca nữ, ca sĩ Minh Hoa với một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, bài hát.
Chí đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng. Đồng chí Phạm Thanh Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, do bận công việc cũng gửi lãng hoa và tặng huyện Sóc Sơn anh hùng. Tôi xin đề nghị các quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí. Trong đoàn đại biểu của Trung ương còn có các đồng chí lãnh đạo Viện Thi đua Khen thưởng Nhà nước, Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam, các đại biểu Quốc hội ứng cử tại khu vực Sóc Sơn, các vị lãnh đạo quý tim, quý siêu xe. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các vị khách quý. Đại biểu Bộ Quốc phòng và các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Hanh, Trung tướng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Phạm Văn Tánh, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu Thủ đô. Đồng chí Phùng Quang Thanh, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1. Đồng chí Thiếu tướng Hàn Vinh Tưởng, Phó Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy Quân chủng Phòng không Không quân. Trong đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng và lực lượng vũ trang có các vị tướng lĩnh, sĩ quan của Bộ Quốc phòng, các vị tướng lĩnh, sĩ quan đã từng sống, chiến đấu và trưởng thành trên quê hương Sóc Sơn. Các đồng chí lãnh đạo Quân khu Thủ đô, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo các đơn vị Quân chủng Phòng không Không quân, Sư đoàn Không quân 371, Sư đoàn 304, Sư đoàn 301, Sư đoàn 312, Lữ đoàn 971, Đoàn 781, Trường Quân sự Quân khu Thủ đô, các đơn vị trong Cụm Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, Trường Trung học An ninh 1, Trường Trung học Cảnh sát, cùng toàn thể các đơn vị quân đội, công an đóng chân quân địa bàn, xin nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự có mặt của các đồng chí. Đại biểu của thành phố, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Đồng chí Phan Văn Vượng, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.
trong đoàn đại biểu của thành phố Hà Nội có các đồng chí lãnh đạo thành ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các vị đại biểu hội đồng nhân dân thành phố ứng cử tại khu vực Sóc Sơn. Tôi đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các đồng chí. Đại biểu các tỉnh bạn, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Minh Đăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đoàn Vĩnh Phúc có các đồng chí lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong buổi lễ trọng thể này, tôi vô cùng xúc động được giới thiệu với quý vị đại biểu 16 bà mẹ Việt Nam anh hùng, đại biểu cho 59 bà mẹ Việt Nam anh hùng của huyện Sóc Sơn, những người mẹ đã hy sinh những người con yêu quý của mình cho độc lập tự do của Tổ quốc, cho ngày vui của chúng ta hôm nay. Tôi vui mừng giới thiệu có anh hùng lực lượng vũ trang Dương Văn Ngọ, anh hùng lao động Nguyễn Văn Cường cùng các bậc lão thành cách mạng, gia đình có công với nước đã về dự với ngày vui của chúng ta hôm nay. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí bí thư, các đồng chí chủ tịch các quận, huyện bạn, những đơn vị bạn thủy chung đã, đang và sẽ mãi mãi gắn bó, giúp đỡ hiệp đồng tác chiến với Sóc Sơn. Đó là các quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm, quận Hai Bà Trưng, quận Đống Đa, quận Cầu Giấy, quận Thanh Xuân, quận Tây Hồ, quận Gia Lâm, huyện Thanh Trì, huyện Từ Liêm, huyện Đông Anh, các đồng chí bí thư chủ tịch các huyện tỉnh Vĩnh Phúc, như huyện Mê Linh, huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, thị xã Vĩnh Yên, các đồng chí bí thư chủ tịch huyện Phổ Yên, huyện Yên Phong, và đặc biệt chúng ta còn được đón các đồng chí lãnh đạo của 6 xã: xã Quang Minh, xã Kim Hoa, xã Phúc Thắng, xã Nam Viêm, xã Cao Minh và xã Ngọc Thanh. Đây là những xã của huyện Kim Anh anh hùng nay đã chuyển về huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Tôi đề nghị tất cả chúng ta nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự có mặt của các đồng chí. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí nguyên là cán bộ lão thành của tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phú, huyện Kim Anh, huyện Đa Phúc, huyện Sóc Sơn nay đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, các đồng chí trưởng, phó các phòng ban, chánh phó giám đốc các đơn vị, xí nghiệp, trạm trại, trường học, bệnh viện, chỉ huy quân sự huyện, công an huyện của huyện Kim Anh, huyện Đa Phúc thời kỳ 54-75, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, các đồng chí xã đội trưởng, trưởng công an của hai huyện Kim Anh, Đa Phúc giai đoạn 54-75, các đồng chí sĩ quan cao cấp nghỉ hưu trên địa bàn, các đồng chí thương binh loại 1/4, các đồng chí trong ban liên lạc những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, ban liên lạc thanh niên xung phong chống Mỹ cứu nước, xin nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các đồng chí. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Phạm Văn My, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện Sóc Sơn. Đồng chí Trần Đức Hoàn, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Sóc Sơn. Có mặt trong ngày vui hôm nay còn có các đồng chí trong ban chấp hành huyện ủy, các đồng chí trưởng phó các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các đồng chí chánh phó giám đốc các cơ quan, xí nghiệp, trạm trại, trường học, bệnh viện, các đồng chí thủ trưởng các cơ quan đóng quân trên địa bàn, các đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, xã đội trưởng, trưởng công an đương chức của 26 xã thị trấn, các vị đại biểu là những người con của quê hương Sóc Sơn hiện đang sống, học tập, công tác trên mọi miền của Tổ quốc cũng về vui chung và dự ngày hội lớn của quê hương Sóc Sơn thân yêu. Xin đề nghị các quý vị đại biểu nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các vị đại biểu. Tôi xin trân trọng giới thiệu các đồng chí phóng viên của các cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình của Trung ương, thành phố và địa phương cũng về dự, chia vui và đưa tin tuyên truyền, động viên, cổ vũ phong trào của địa phương. Một lần nữa, tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn sự có mặt đông đủ của các quý vị đại biểu. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Trần Đức Hoàn, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện lên đọc diễn văn, báo cáo tóm tắt thành tích của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Xin kính mời đồng chí Hoàn. Thưa các vị khách quý, thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân, ngày 8/11/2000, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã ký quyết định phong tặng
danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang cho quân và dân huyện Tạ. Đây là một sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị, tinh thần, là niềm vui phấn khởi tự hào vô hạn của mỗi người dân Sóc Sơn, đồng thời đánh dấu những thành tích đặc biệt xuất sắc của quân và dân chúng ta trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, đồng thời đặt ra cho mỗi người cán bộ, đảng viên, nhân dân trong huyện một yêu cầu mới cho sự nghiệp cách mạng mới. Hôm nay, Đảng bộ quân dân Sóc Sơn long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đúng vào ngày kỷ niệm 56 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Anh Hùng, ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Đồng thời, vào giữa lúc toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nô nức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng thành phố lần thứ 13 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 và đón chào thế kỷ mới, thiên niên kỷ mới. Trong ngày vui hôm nay, thay mặt huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, tôi xin trân trọng báo cáo tóm tắt truyền thống cách mạng, thành tích đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ và nhân dân trong huyện trong gần nửa thế kỷ qua. Làm huyện trung du bán sơn địa, vị trí cửa ngõ phía bắc thủ đô, là đầu mối giao thông chính, có các tuyến đường bộ, đường sắt, đường sông và đường không, có hệ thống sông cầu, sông công, sông cầu lồ bao bọc, có các cơ sở kinh tế, các căn cứ quân sự, vũ khí khí tài, máy móc thiết bị hiện đại của nền kinh tế cũng như của quốc phòng, đã tạo ra cho Sóc Sơn giữ vị trí chiến lược quân sự rất quan trọng trong các cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc, trong hy sinh vượt qua khó khăn tàn khốc của cuộc chiến tranh, vừa phá tề diệt ác trừ gian, xóa vành đai trắng, vừa củng cố xây dựng lực lượng chiến đấu, động viên nhân dân bám đất bám làng, xây dựng làng xã chiến đấu. Lực lượng vũ trang của huyện ta đã phối hợp chiến đấu cùng bộ đội chủ lực đánh hàng trăm trận độc lập tác chiến, đánh trên 200 trận tiêu diệt nhiều căn cứ địch và hàng ngàn tên địch, đã động viên hàng lượt người, hàng lượt thanh niên, dân quân du kích xung phong lên đường tham gia phục vụ các chiến dịch Tây Bắc, biên giới, Điện Biên Phủ, động viên 2.294 người vào quân đội chiến đấu. Những người con Sóc Sơn đã chiến đấu dũng cảm trên các chiến trường, nhiều đồng chí đã lập công xuất sắc, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng góp phần làm nên thắng lợi Điện Biên Phủ lịch sử và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần giải phóng miền Bắc thân yêu. Hòa bình lập lại, quân và dân huyện ta đã bắt tay vào cuộc công cuộc khắc phục hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề, phá rỡ hàng vạn quả bom mìn, đưa dân về quê cũ làm ăn, thực hiện cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc để làm hậu phương lớn cho tiền tuyến miền Nam đấu tranh thống nhất nước nhà. Bước vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, do bị thất bại liên tiếp và nặng nề trong chiến tranh miền Nam, đế quốc Mỹ thực hiện chiến lược mở rộng chiến tranh ra miền Bắc nhằm làm suy yếu hậu phương ta, ngăn cản sự chi viện của tiền tuyến lớn vào miền Nam. Truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng của nhân dân Sóc Sơn lại dấy lên một bước với ý chí không có gì quý hơn độc lập và tự do, thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Quán triệt đường lối chủ trương quan điểm của Đảng về đánh Mỹ, thắng Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất tổ quốc, đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội, dân được khẩn trương xây dựng với 14 còi báo động phòng không, đào đắp trên 3 vạn hầm trú ẩn, bình quân mỗi người dân Sóc Sơn có 2,2 hộ cá nhân, mỗi gia đình có 3 hầm kèo, đào trên 55.000 mét hào giao thông và làm hàng ngàn bịch chống cháy bảo vệ lương thực, tài sản của nhân dân, thành lập hàng trăm đội cứu sập, cứu hỏa, cứu thương, 105 đài quan sát được duy trì, hệ thống thương nghiệp, giáo dục, y tế được chuyển sang thời chiến với quyết tâm trong bất kỳ tình huống nào cũng phải sản xuất, công tác, học tập, chiến đấu và phục vụ chiến đấu tốt. Đến tháng 12 năm 72, lực lượng dân quân tự vệ của huyện ta đã phối hợp chiến đấu 702 trận, độc lập chiến đấu 344 trận, góp phần cùng bộ đội phòng không,
không quân bắn rơi 17 thực sự là tấm gương sáng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân học tập. Trên ngày 11 tháng 5 năm 65, máy bay Mỹ xâm phạm lật bàn Trung Giã, thả 166 quả bom phá, 16 thùng bom bi, lực lượng dân quân tự vệ xã Trung Giã, Hồng Kỳ, xã Sơn Quân, 9 xã xung quanh sân bay đã phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chính xác với lực lượng phòng không, không quân đánh trả quyết liệt, tạo cho không quân ta cất cánh kịp thời đánh địch. Trong hai cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, dân quân xã Trung Giã, Nam Sơn, Bắc Sơn, Tiên Dược, Thanh Xuân, Phú Cường, Tân Dân, Phủ Lỗ và nhiều xã khác trong huyện đã liên tục bám trụ dài ngày để kịp thời nổ súng cùng lực lượng phòng không quốc gia đánh địch, đảm bảo an toàn cho hệ thống cầu cống, kho tàng. Lực lượng vũ trang nhân dân trong huyện đã dũng cảm phục vụ bộ đội chiến đấu, khắc phục hậu quả của địch phá hoại. 176 thùng bom bi, 245 quả tên lửa, 100% các xã trong huyện đã bị địch đánh phá. Trong khoai lửa của bom đạn, hàng ngàn thanh niên dân quân tự vệ, trong đó có cả các cụ già, các cháu hy sinh, cứu hàng ngàn thùng xăng của quân đội trong phục vụ chiến đấu. Nhiều tập thể cá nhân đã phát huy chủ nghĩa anh hùng, có gì quý hơn độc lập và tự do. Tới ngày thắng lợi, ta sẽ xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Nên mặc dù trong 12 ngày đêm ấy, địch đã tổ chức hàng lên mất mát và đau thương, quân và dân Sóc Sơn cầm chắc tay súng cùng bộ đội phòng không chiến đấu dũng cảm. Đêm ngày 18 tháng 12 năm 72, chiếc máy bay giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo cho mọi tình huống ở thay đổi. Cùng với quân và dân cả nước, quân và dân Sóc Sơn vừa sản xuất, vừa chiến đấu, tích cực chi viện sức người, sức cửa, sức của trưởng và bộ đội thanh niên xung phong để đi đánh Mỹ. Trong đó có 573 quân nhân tay ngũ, 352. Có những đồng chí không may bị địch bắt, tù đày, tra tấn, nhưng các đồng chí vẫn trung kiên, một lòng. Có 594 người bị chết, 291 người bị thương, nhiều gia đình bị bom Mỹ giết hại hoàn toàn, hơn 2.000 ngôi nhà bị hư hại, nhiều thôn chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, gia đình bộ đội, gia đình chính sách, các đoàn thể quan tâm chú đáo. Đối với các giải, phong trào xây dựng đảng bộ, chi bộ tốt tốt được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao sức chiến đấu của đảng, hàng các cấp, các tổ chức quần chúng, được quan tâm củng cố tổ chức để quyết tâm đánh đảng. Nhân dân Sóc Sơn đã được đảng, nhà nước tặng 59 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 23 hai huân chương lao động hạng 2, 34 tập thể được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 23, 6 xã được vinh. Thưa các vị khách quý, thưa các vị đại biểu, phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, đời sống vật chất tinh thần được chăm lo cải thiện, thực hiện hai nhiệm đúng luật liên tục từ năm 75 đến nay, huyện luôn luôn hoàn thành 100% chỉ tiêu động viên. Các ban ngành đoàn thể và nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện đầy đủ huyện. Thưa các đồng chí, thưa toàn thể nhân dân, trong suốt chặng đường lịch sử của cuộc đấu tranh gian khổ nhưng rất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong ngày vui hôm nay, cho phép tôi thay mặt đảng bộ và nhân dân trong huyện chân thành cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ tận tình của các quận, huyện bàn, các đồng chí thương bệnh binh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Thưa các vị đại biểu, thưa biểu, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ 6, phát huy truyền thống đơn vị dân chủ và văn minh, trước mắt thi đua lập thành tích, chào mừng Đại hội Đảng bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tôi xin kính chúc Đỗ Xuân Trước, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội. Xin chào và cùng toàn thể các vị biểu cùng đứng dậy. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Hà Nội, ngày 8 tháng 11 năm 2000. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ vào điều 103 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 485 CP ngày 24 tháng 10 năm 2000, quyết định
phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho nhân dân và lực lượng vũ trang nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Đức Lương đã ký. Xin đề nghị các đồng chí nhiệt liệt hoan nghênh. Xin cảm ơn và kính mời các đồng chí ngồi. Nhân dân tham dự lễ hội hôm nay trong không khí phấn khởi đón nhận nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương trang phong tặng. Đây là niềm vinh dự lớn lao, một phần thưởng cao quý mà Trung ương Đảng và Nhà nước dành cho Sóc Sơn, thể hiện sự đánh giá cao những cố gắng và thành tích của Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn. Thưa các đồng chí và toàn thể nhân dân, Sóc Sơn là mảnh đất quân dân ta, kế thừa truyền thống yêu nước chống ngoại xâm của Thánh Gióng. Những người con thân yêu của Sóc Sơn đã đi khắp các chiến linh vững chắc, không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, trở thành huyện phát triển của thủ đô Hà Nội của chúng ta. Một lần nữa, thay mặt Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, tôi xin chúc mừng và chia vui với Đảng bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn. Xin chúc Sóc Sơn mãi mãi xứng đáng với danh. Do có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước của cả dân tộc, tuổi trẻ huyện Sóc Sơn thật vinh dự, tự hào về truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh đi trước. Đây là dịp để tuổi trẻ nhận thức sâu sắc hơn về sự hy sinh cống hiến to lớn và chất anh hùng cách mạng của thế hệ cha anh. Thế hệ đã từng sống, chiến đấu, lao động sản xuất trong những năm tháng gay go ác liệt của cuộc kháng chiến trường kỳ chống đế quốc Mỹ. Các đồng chí đã không tiếc tuổi thanh xuân, sẵn sàng hy sinh cả xương máu của mình, góp phần làm nên vinh quang ngày hôm nay. Tại buổi lễ trọng thể này, để không ngừng phát huy truyền thống anh hùng của thế hệ cha anh, hưởng ứng lời phát động phong trào thi đua của Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tuổi trẻ Sóc Sơn nguyện phấn đấu. Một, phát động đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng tới toàn thể đoàn viên thanh niên, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống anh hùng của quê hương cách mạng. Từ đó, đoàn viên thanh niên xác định rõ hơn trách nhiệm của mình, sẵn sàng viết tiếp trang sử vẻ vang của quê hương Sóc Sơn anh hùng. 2. Tăng cường giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh để đoàn viên thanh niên không mắc phải các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy. Vấn đề đang được các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức xã hội cùng toàn thể nhân dân quan tâm. 3. Mở rộng mặt trận đoàn kết, thu hút tập hợp thanh niên, tạo điều kiện cho thanh niên phát triển kinh tế thông qua việc mở các lớp dạy nghề, khai thác các nguồn vốn vay với lãi suất hợp lý, tạo cơ hội giải quyết việc làm tại chỗ
giúp đoàn viên thanh niên ổn định cuộc sống. Đây chính là nền tảng để phát triển phong trào trong giai đoạn cách mạng hiện nay. 4. Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về mọi mặt để nâng cao năng lực làm chủ về chính trị, làm chủ về kinh tế, làm chủ về khoa học kỹ thuật, chuẩn bị tốt hành trang bước vào thiên niên kỷ mới. 5. Phát động phong trào thi đua trong lực lượng thanh niên toàn huyện, hưởng ứng và xung kích trong các mũi đột phá mà báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu huyện Sóc Sơn lần thứ 8 đề ra, đó là phát triển mạnh kinh tế trang trại, xung kích trong chương trình cứng hóa kinh mương và chương trình giao thông nông thôn. 6. Tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc và cảnh giác với âm mưu của kẻ thù, luôn tìm cách chống phá cách mạng Việt Nam, đồng thời xung kích trong công tác giữ gìn an ninh trật tự trên và thành đạt. Xin chân thành cảm ơn. Là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ nhân dân huyện Sóc Sơn, còn có ý nghĩa lịch sử đặc biệt. Chúng ta chuẩn bị kết thúc thế kỷ thứ 20 hào hùng oanh liệt để bước vào thế kỷ thứ 21 với nền kinh tế trí thức hội nhập và phát triển. Sóc Sơn vừa tổ chức thành công rực rỡ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8, đang ra sức thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng thành phố lần thứ 13, khai mạc vào ngày 27 tháng 12 năm 2000 và hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9. Được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, sự quan tâm giúp đỡ của các ban ngành trung ương, thành phố Hà Nội, các đơn vị đóng quân trên địa bàn, sự chỉ đạo trực tiếp chặt chẽ của Ban Thường vụ Ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, với tinh thần trách nhiệm cao của Ban tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, sự hoạt động tích cực của các tiểu ban, phục vụ, đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong toàn huyện, đặc biệt là sự thành phố lần thứ 13, nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 9 vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn minh, xứng đáng là huyện anh hùng của thủ đô Hà Nội anh hùng. Nhân dịp này, Đảng bộ quân dân huyện Sóc Sơn xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Trung ương Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, quân đội về sự quan tâm ghi nhận những công lao đóng góp, thành tích và sự cống hiến hy sinh của Đảng bộ nhân dân lực lượng vũ trang huyện Sóc Sơn đối với cái thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bảo vệ Tổ quốc. Trước đây và công cuộc đổi mới xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quê hương Sóc Sơn hôm nay, trong niềm vui phấn khởi, vinh dự tự hào hôm nay, thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn, tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ, các tướng lĩnh quân đội, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, các đơn vị ban ngành của Trung ương, thành phố, lãnh đạo chỉ huy các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn. Tôi xin chân thành cảm ơn đoàn đại biểu lãnh đạo các ban ngành, quận huyện của thủ đô Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ, các huyện kết nghĩa, các huyện giáp danh với Sóc Sơn, đại biểu 6 xã của huyện Ghe Minh Vũ, nay thuộc huyện Mê Linh, những người bạn, người đồng chí kề vai sát cánh, chia ngọt sẻ bùi trong chiến đấu trước đây và trong công cuộc xây dựng đổi mới hôm nay. Sự có mặt của các đồng chí trong buổi đêm hôm nay là niềm tự hào phấn khởi, động viên to lớn đối với Đảng bộ nhân dân huyện Sóc Sơn. Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn biết ơn vô hạn đối với những công lao to lớn của các gia đình có công với nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, những người con yêu quý của Sóc Sơn đã dũng cảm chiến đấu hy sinh xương máu của mình vì sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, đấu tranh giải phóng dân tộc, vì sự trường tồn của Tổ quốc Việt Nam yếu dấu của chúng ta. Cán bộ chủ chốt các xã thị trấn trong giai đoạn 1954-1975, các đồng chí cựu chiến binh, các chiến sĩ tử tù, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, các đơn vị trực thuộc Đảng bộ trên địa bàn huyện, các đại diện tầng lớp nhân dân, lực lượng vũ trang huyện có mặt đông đủ trong buổi lễ trọng thể này. Cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ về vật chất tinh thần của các cơ quan đơn vị trên địa bàn góp phần thành công cho buổi đêm nay. Cảm ơn các đồng chí phóng viên,
báo đài truyền hình trung ương và địa phương về dự đưa tin kịp thời cho buổi lễ. Cảm ơn đoàn nghệ thuật Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đoàn quân nhạc 871 quân khu thủ đô đã phục vụ góp phần quan trọng cho thành công buổi lễ hôm nay. Tôi xin biểu dương những cố gắng tích cực của ban tổ chức lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang huyện. Các tiểu ban chức năng, văn phòng huyện ủy, văn phòng ủy ban, văn phòng vòng văn hóa thông tin, nhà văn hóa, trung tâm thể dục thể thao đã tích cực khẩn trương chuẩn bị đầy đủ kịp thời các yếu tố tạo điều kiện cần thiết cho buổi lễ. Biểu dương các đơn vị cơ sở tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, rộng khắp, tạo nên khí thế của ngày hội tưng bừng thời gian vừa qua trong các tầng lớp nhân dân của huyện. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa các đồng chí đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa toàn thể nhân dân, năm 2000 Canh Thìn và thế kỷ 20 sắp qua, năm mới 2001 Tân Tỵ và thế kỷ 21 đang lại gần. Nhân ngày vui hôm nay và những thời gian khoảng khắc của lịch sử, cho phép tôi thay mặt Đảng bộ và nhân dân huyện Sóc Sơn gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước, các đồng chí đại biểu, các vị khách quý và toàn thể nhân dân đón xuân mới mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng và thành đạt. Buổi lễ trọng thể đến đây đã kết thúc. Xin chân thành cảm ơn. Thank you.